Các em thân mến, ở tiết học trước, các em đã học bài Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật để giúp các em nhớ lại kiến thức bài cũ. Cô có câu hỏi như sau. Tại sao chúng ta nên ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật? Chắc hẳn các em đã có câu trả lời rồi, đúng không nào? Để xem câu trả lời của các em có đúng với câu trả lời của cô không nhé. Đạm động vật có nhiều chất bổ dưỡng quý không thay thế được, nhưng thường khó tiêu. Đạm thực vật dễ tiêu nhưng thiếu một số chất bổ dưỡng quý. Vì vậy, cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật. Tại sao chúng ta nên ăn cá trong các bữa ăn? Các em hãy bấm vào nút dừng màn hình để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Các em nhé. Trong nguồn đạm động vật, chất đạm do thịt các loại gia cầm và gia súc cung cấp thường khó tiêu hơn chất đạm do các loài cá cung cấp. Vì vậy, nên ăn cá. Cô tin chắc rất nhiều em đã trả lời đúng cả hai câu hỏi của cô. Cô có lời khen ngợi dành cho các em nhé. Như vậy, cô và các em đã cùng ôn lại kiến thức của bài 8 để tiếp tục chương trình. Trong tiết khoa học hôm nay, chúng ta sẽ học bài 9. Sử dụng hợp lý các chất béo và muối ăn, sách giáo khoa, trang 20-21. Các em cùng mở sách ra nhé. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay là giúp học sinh. Thứ nhất, giải thích được vì sao cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật. Thứ hai, nêu được ích lợi của muối iốt. Thứ ba, nêu được tác hại của thói quen ăn mặn. Nào, chúng ta cùng vào bài học các em nhé. Các em thân mến, ở các tiết học trước, các em đã tìm hiểu vai trò của chất đạm và chất béo. Bây giờ các em hãy nhớ lại và cho cô biết chất béo có vai trò như thế nào đối với cơ thể. Cô tin chắc các em có thể dễ dàng trả lời câu hỏi này. Chất béo rất giàu năng lượng và giúp cơ thể hấp thụ các vitamin A, vitamin D, vitamin E và vitamin K. Kể tên các thức ăn cung cấp nhiều chất béo. Cô tin chắc các em có thể kể được rất nhiều các món ăn mà chúng ta biết trong cuộc sống hàng ngày cung cấp nhiều chất béo. Và đây là những món ăn mà cô sưu tầm được. Những món ăn này cung cấp rất nhiều chất béo cho cơ thể đấy các em ạ. Khi chế biến các món ăn rán, chiên hay xào,
Gia đình bạn thường sử dụng dầu thực vật hay mỡ động vật? Theo cô quan sát thấy, khi chiên hay xào thức ăn, đa số các gia đình sử dụng dầu thực vật. Tuy nhiên, có một số ít gia đình sử dụng mỡ động vật. Vậy, để tốt cho sức khỏe, chúng ta nên sử dụng dầu thực vật hay mỡ động vật khi chiên hay xào thức ăn? Cô mời các em, chúng ta hãy cùng nghe ý kiến của các chuyên gia qua đoạn phim ngắn sau đây, các em nhé. Nên dùng mỡ lợn hay dầu ăn, cái nào tốt hơn cho sức khỏe? Mỡ lợn thường gặp định kiến là gây béo, không tốt bằng dầu thực vật. Vậy thực tế thì mỡ lợn tốt hơn hay dầu thực vật tốt hơn? Mỡ lợn không gây béo hơn dầu thực vật, vì mỗi 1 gram dầu và mỡ đều cung cấp 9 calo nên đều gây tăng cân như nhau. Tuy nhiên, dầu thực vật có axit béo không no, chất mà khi bị đun nấu ở nhiệt độ cao sẽ bị phân hủy, tạo thành những chất độc gây hại cho cơ thể. Trong quá trình chế biến và sử dụng, dầu thực vật dễ bị oxy hóa, có thể sản sinh ra một số chất có hại. Ngược lại, mỡ động vật lại có khả năng cung cấp năng lượng. Sau khi nghe ý kiến của các chuyên gia, thì cô tin chắc rằng các em đã có thể trả lời câu hỏi tại sao chúng ta cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật. Cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật để đảm bảo cung cấp đủ các loại chất béo cho cơ thể. Đối với những người cao tuổi, những người bị các bệnh về tim mạch, huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, nên ăn ít thức ăn chứa nhiều chất béo động vật để phòng tránh các bệnh như huyết áp cao, tim mạch. Quan sát bức tranh và cho cô biết người phụ nữ trong bức tranh sử dụng muối gì để nấu ăn? À, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được người phụ nữ sử dụng muối iốt, bột canh iốt để nấu ăn. Tại sao chúng ta nên sử dụng muối iốt? Để trả lời câu hỏi này, cô mời các em, chúng ta hãy lắng nghe ý kiến của các chuyên gia qua đoạn phim ngắn sau đây, các em nhé. Iốt là một vi chất tự nhiên, là nguyên liệu tham gia vào quá trình tổng hợp tyrosin, là một hormone tuyến giáp rất quan trọng đối với sự phát triển cơ thể con người, giúp điều chỉnh quá trình phát triển của hệ thần kinh trung ương, phát triển hệ sinh dục và các bộ phận trong cơ thể như tim mạch, tiêu hóa, da, lông, tóc, móng, duy trì năng lượng cho cơ thể hoạt động. Ngoài ra, iốt còn có vai trò trong việc chuyển hóa beta carotene thành vitamin A, tổng hợp protein hay hấp thụ đường trong ruột non. Khi thiếu iốt thì nó gây ra rất là nhiều rối loạn. Ví dụ như bà mẹ khi mang thai mà thiếu hụt iốt thì có thể gây ra sảy thai, rồi sanh non và thai chết luôn. Và trong giai đoạn mang thai, nếu mà sự thiếu iốt kéo dài và thiếu ở mức độ nặng thì có thể những cái bào thai bị ảnh hưởng và sinh ra những đứa con có thể bị đần độn hoặc là câm hoặc là điếc và các khuyết tật bẩm sinh khác. Còn khi mà ở trẻ nhỏ mà bị thiếu iốt thì trẻ sẽ có những cái biểu hiện của chậm phát triển trí tuệ, là trẻ nó sẽ nghễnh ngãng,
học khó tiếp thu, chậm nhớ, và nói trẻ có thể biểu hiện cái nói ngọng, và đồng thời nó còn có cái biểu hiện là trẻ nó sẽ bị lùn, và một cái có thể dễ thấy đó là bị cổ. Và ở người trẻ lớn và người trưởng thành thì cái sự thiếu hụt iốt biểu hiện rõ nhất là vấn đề người ta thấy bú cổ. Thì bên cạnh cổ còn những cái triệu chứng khác không điển hình nhưng mà biểu hiện rất nhiều đối với cái ảnh hưởng đến sức khỏe con người, đó là người ta sẽ giảm tập trung làm việc, như là người ta hay mệt mỏi, uể oải, rồi buồn ngủ, lừ đừ và làm giảm khả năng lao động. Thức ăn có chứa nhiều iốt là các sản phẩm ở biển và các loại rau trồng trên đất nhiều iốt. Phần lớn hải sản có chứa lượng iốt cao, nhưng ngũ cốc, các hạt hoa đậu và củ thì có lượng iốt thấp. Phương pháp chắc chắn và thực tế nhất để có lượng iốt đầy đủ là tăng cường iốt cho muối ăn. Nhu cầu khuyến cáo cần bổ sung muối iốt cho người trưởng thành là 0,14mg trên một ngày, ở phụ nữ là 0,1mg trên một ngày, riêng ở người mẹ cho con bú cao hơn bình thường 1,5 lần. Muối iốt được sử dụng cũng như muối thông thường là gia vị để nấu ăn, ướp các loại thực phẩm và chế biến các loại thức ăn khác rất tốt. Khi nấu ăn, chúng ta có thể cho muối iốt vào trước, trong, sau khi nấu đều được, vì hàm lượng iốt trộn vào muối đã được tính toán, đảm bảo lượng iốt mất đi trong quá trình bảo quản, lưu thông và khi chế biến hoặc nấu nướng vẫn còn đủ để cung cấp cho cơ thể con người. Sau khi nghe ý kiến của các chuyên gia thì cô tin chắc rằng các em đã có thể trả lời được câu hỏi tại sao chúng ta nên sử dụng muối iốt. Các em biết không, cơ thể chỉ cần một lượng iốt rất nhỏ. Nếu thiếu iốt, cơ thể sẽ kém phát triển cả về thể lực và trí tuệ. Vì vậy, nên dùng muối có bổ sung iốt. Các em xem, đây là hình ảnh của căn bệnh bú cổ. Ở cơ thể khỏe mạnh thì tuyến giáp bình thường, nhưng mà ở cơ thể do thiếu muối iốt thì sẽ bị mắc lồi, bú cổ và tuyến giáp sẽ bị phình ra. Do đó, chúng ta cần phải bổ sung muối iốt trong bữa ăn hàng ngày. Các em nhé! Các em thân mến! Muối iốt rất tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu trong quá trình nấu ăn chúng ta nêm quá nhiều muối iốt thì đồ ăn sẽ bị mặn. Vậy các em có biết tại sao chúng ta không nên ăn mặn không? Cô mời các em chúng ta cùng xem đoạn phim ngắn sau đây. Của việc ăn mặn làm tăng huyết áp. Ăn mặn thường xuyên làm tăng khả năng thẩm thấu của màng tế bào đối với các khoáng chất natri, gia tăng nước trong tế bào và co mạch, tăng sức cản thúc đẩy lượng máu di chuyển nhanh hơn, từ đó gây tăng huyết áp, cao huyết áp về sau. Gây loãng xương, khô khớp, ăn mặn nhiều gia tăng khả năng ức chế của sodium và sử dụng canxi của cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến tình trạng xương, khớp, tính chất của xương khi về già. Đặc biệt, tình trạng này xuất hiện nhiều ở phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh, người bị tiểu đường và người già gặp các vấn đề loãng xương, khô khớp. Rối loạn chức năng của thận. Ăn mặn tác động đến chức năng của thận do lượng canxi và natri dư thừa sẽ được đào thải đến thận, gây ra tình trạng tiểu nhiều và gây ra các tình trạng lọt chất độc bám lại gây sỏi thận, ảnh hưởng đến thần kinh cơ. Ăn mặn dẫn đến dư thừa natri truyền dẫn các xung thần kinh, gây ra các triệu chứng chóng mặt, chuột rút cơ bắp và run tay chân thường xuyên. Triệu chứng này ảnh hưởng đến chức năng điều khiển các dây thần kinh của não bộ, gây ra các chứng bệnh như Parkinson, tê liệt tay chân. Sau khi xem đoạn phim thì cô tin chắc rằng các bạn đã có thể trả lời được câu hỏi tại sao chúng ta không nên ăn mặn. Cần hạn chế ăn mặn để tránh bệnh
huyết áp cao. Và đây là một số những biến chứng do huyết áp cao gây nên. Thứ nhất, tai biến mạch máu não. Thứ hai, nhồi máu cơ tim. Thứ ba, mù lòa. Thứ tư, suy thận. Thứ năm, suy tim. Và cuối cùng là một số những biến chứng về mạch ngoại vi. Qua bài học sử dụng hợp lý các chất béo và muối ăn, các em cần ghi nhớ, cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật và chất béo có nguồn gốc thực vật. Dùng muối có bổ sung iốt. Cần hạn chế ăn mặn để tránh bị bệnh huyết áp cao. Cô hy vọng rằng qua bài học ngày hôm nay, các em sẽ biết cách sử dụng hợp lý các chất béo và muối ăn trong các bữa ăn hàng ngày để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô có lời dặn dò các em như sau. Xem lại bài, chuẩn bị bài, ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch, an toàn. Cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em.